Người đi bộ vi phạm luật giao thông gây mất an toàn thực tế không phải là hiếm thấy mà vẫn diễn ra hàng ngày trên mọi tuyến phố. Tuy nhiên, tình trạng này có thể sẽ thay đổi khi mà ngày hôm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 1 tháng 2 tới đây, người đi bộ vi phạm sẽ bị xử phạt. Lý do xử phạt người đi bộ được lý giải là trong năm 2015, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 1.696 vụ tai nạn giao thông. Trong đó, người đi bộ trực tiếp gây ra 33 vụ. Việc xử lý xử phạt sẽ được áp dụng theo Nghị định 171. Cụ thể là người đi bộ vi phạm sẽ bị nhắc nhở, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50 đến 60 ngàn đồng đối với các hành vi đi không đúng phần đường quy định, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, người kiểm soát giao thông. Vâng, người Việt thì có một tâm lý khá là phổ biến, đó là giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì diệt. Tâm lý này ảnh hưởng cả đến cả hành vi hành xử khi đi đường. Ví dụ khi có va chạm xảy ra thì không cần ai biết đúng sai, cứ xe to là phải đền xe nhỏ, người đi xe cơ giới thì phải đền người đi bộ. Thế nên mà có chuyện là dù có lỗi thuộc về người đi bộ nhưng chẳng bao giờ họ bị xử lý, thậm chí còn nghiễm nhiên trở thành nạn nhân. Vâng, ở Việt Nam thì số trường hợp người đi bộ sai phạm bị xử lý chỉ đếm ở trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Nếu tôi đọc các báo cáo thì nếu không nhầm thì từ năm 2003 đến nay chúng ta mới chỉ có 2 trường hợp đi bộ bị xử phạt. Trường hợp đầu tiên có lẽ là vụ việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là vào ngày 17 tháng 7 năm 2003 thì người phụ nữ tên là Yên, sinh năm 1979 ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã đi bộ từ cầu thang dưới đất lên cầu Ông Lãnh và sau đó băng qua đường. Với lúc đó thì anh Vân chạy xe máy lưu thông qua cầu đã tông vào chị Yên và vụ tai nạn khiến anh Vân tử vong. Sau đó thì Tòa án Nhân dân quận 1 đã tuyên phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ đối với chị Yên về tội là cản trở giao thông đường bộ. Vâng, tuy nhiên nói đi thì cũng phải nói lại, lỗi ở đây không hẳn là do người đi bộ, bởi vì nhiều khi là muốn đi bộ đúng luật cũng rất khó. Khi không có vỉa hè, không có hầm hoặc cầu vượt sang đường, hoặc có khi thì cũng không thể sử dụng được. Ở các nước phát triển thì người đi bộ là đối tượng được ưu tiên nhiều nhất, còn ở ta thì ngược lại. Thực trạng thiếu hạ tầng dành cho người đi bộ hoặc hạ tầng không phát huy hiệu quả xuất phát trước tiên từ những bất cập trong quy hoạch giao thông đô thị khi mà người đi bộ dường như đã bị bỏ quên. Vâng, còn từ góc độ của một người tham gia giao thông đi bộ chẳng hạn, thì đi bộ tưởng chừng là cách tham gia giao thông an toàn nhất và không hề gây hại, nhưng trên thực tế thì lại không phải như vậy. Ở nước ta thì đi bộ bây giờ đã không còn là vấn đề của mỗi cá nhân, không còn dừng lại ở câu chuyện về tăng cường sức khỏe, mà đã đến lúc cần được coi là nền tảng để phát triển và cũng là một thành tố quan trọng của giao thông công cộng tại các đô thị.